Chào các bạn, Sen và Gốm xin trân trọng giới thiệu với các bạn Xét trà du lịch một ấm hai chén, là dòng ấm chén sứ vẽ tay của Gốm Bát Tràng. Chiếc ấm này có dung tích khoảng 120ml, đúng tay cầm tròn. Bên trong là sẽ có một lỗ lọc. Và với cái họa tiết bên ngoài là họa tiết vẽ hoa lá, khá là nhẹ nhàng mà phù hợp để chúng ta mang theo trong ba lô hay là kể cả trong túi sách, tại vì là khá là nhẹ và kích thước cũng nhỏ, dung tích chén khoảng tầm 30ml, xinh xắn và thanh tao. Các bạn có thể mang theo để thưởng trà trong mùa du lịch này. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhìn cái họa tiết ở bên trên của nắp ấm. Ok.